Bước vào phần thi gay cấn thì các đội thi đều đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu là quyết tâm giành giải cao. Những đôi bàn tay săn sắt hái những quả cà phê chín mọng với hết sức điêu luyện. Và đây là những công việc thường ngày mà họ vẫn thực hiện. Tuy nhiên là thực hiện hái cà phê trong hội thi thì chắc hẳn các thành viên của hội thi đều sẽ có những cái cảm xúc khác nhau. Chị ơi, xin chị giới thiệu họ tên là mình đến từ đội thi nào ạ? Em tên Hoàng Thị Dương, đến từ đội thi của huyện Yên Châu. Vâng. Vậy thì hôm nay khi mà tham gia vào cái hội thi hái quả như này thì chị cảm thấy như thế nào? Rất là vui và vinh dự hạnh phúc khi mà được tham gia hội thi nhà nông đua tài của tỉnh Sơn La tổ chức. Vậy cái khi tham gia hái cà phê tại cái hội thi thì mình có thấy nó khác so với bình thường như thế nào không ạ? Hôm nay thì mình phải bàn tay mình phải điêu luyện hơn. Mọi hôm mình hái ở nhà ở vườn ạ. Phải nhanh nhẹn hơn ạ. Và mình sẽ đặt ra cái quyết tâm cho cái phần thi này của đội mình như thế nào nhỉ chị nhỉ? Yên Châu quyết chiến quyết thắng. Đúng rồi, không phải như thế đâu. Vâng, xin chào anh, thì xin anh được giới thiệu tên và mình đến từ đội thi nào ạ? Em giới thiệu mình tên là Vì Văn Thiện, đến từ đội thi của huyện Sốp Cộp. Đến với hội thi hôm nay thì đội thi huyện Sốp Cộp sẽ mang tới cái quyết tâm thi như thế nào, và để thực hiện tốt cái phần thi của mình thì anh có cái có thể chia sẻ một chút về kỹ năng của mình trong cái việc thu hái cà phê được không ạ? Vâng, về tôi tham dự thi ngày hôm nay thì đội Sốp Cộp đã tập luyện cũng gần nửa tháng rồi. Tuy nhiên thì cái này nó cũng là kỹ năng. Phần quan trọng nhất là phần khâu kỹ thuật hái cà phê, là chúng ta không được bẻ hết cái cuống lá của cuống quả này. Nếu mà bỏ hết cái cuống quả này thì sang năm nó sẽ không ra hoa, thì coi như cũng là sang năm là mất mùa. Vậy thì đây là những cái công việc thường ngày mình vẫn thực hiện rồi, nhưng mà khi mà thực hiện hái quả tại cái hội thi như thế này thì anh có thể chia sẻ một chút về cái tâm trạng của mình không ạ? Vâng, về đối với hội thi thì tôi thì rất là hồi hộp. Tuy nhiên thì cũng đội thi cũng rất là quyết tâm giành những giải là chiến thắng cao nhất, là kết quả cao nhất về đội. Vâng, cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Phần thi thực hành hái quả cà phê tại vườn giúp những người trồng cà phê có dịp giao lưu, học hỏi, tranh tài, đồng thời khuyến khích người dân tiếp tục phát triển cà phê bền vững, tạo nên những không gian xanh và những mùa quả ngọt trên quê hương Sơn La tươi đẹp. Kết thúc phần thi này, các đội sẽ tiếp tục tranh tài tại các phần thi còn lại là Lời chào nông dân, Nghe nông dân nói và Kiến thức nhà nông sẽ diễn ra vào 19 giờ tối nay. Quý vị đừng bỏ lỡ, hãy đến xem và cổ vũ cho các đội thi tại quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La.